Hello hello, xin tất biến chào tất cả anh em nhá. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay mình sẽ làm một cái video đi múc cái xỉ gạch bê tông này, gạch đỏ này vào cái móng nhà đấy các bác. Thì giới thiệu qua các bác một chút trước khi mà mình làm nhá. Thì ngày trước ở đây là người ta xây những cái bờ gạch như này là xây thành cái móng lên, nhưng mà do là người ta xây cao lên bằng này các bác. Ngày trước nó có ba cái đường như thế này, xây lên xong là bị nứt tường, tức là nó đổ cái móng ra ngoài các bác, nó bị hỏng, thế là người ta phải bỏ hết cái gạch xỉ để vứt ra ngoài kia. Và vừa rồi thì có san mặt bằng ra và ép cọc làm lại bằng cọc bê tông các bác nhá. Đây thì là toàn bộ những cái đài này là người ta đã ép cọc xuống xong là 3-4 cái gì đó, xong người ta xây đổ một cái đài nó to như thế này. Thì đây là cái ở bên trên này thì người ta sẽ xây một cái hàng gạch, và bây giờ thì mình sẽ múc cái đất vào và múc cái xỉ. Bây giờ mình sẽ cho những cái gạch xỉ này xuống trước này, xong sau đó là cho những cái đất và để cho nó vào những cái chỗ khe khe này này các bác này. Thì bây giờ là những cái cục này thì có cục rất to, có cục thì cũng bé, cho nên là nó mình phải xếp. Đấy, mình phải xếp vào những cái kẽ kẽ này này các bác nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lên để mình làm. Thì cái công trình này thì là ngày trước thì anh Sơn anh ấy cũng có nhận lại các bác, nhận lại của người khác ấy, xong là chủ nhà người ta thuê bắt đầu mình mới làm. Thì còn cái đội làm móng trước thì là người ta đã bỏ, tức là người ta bị hỏng phá hợp đồng các bác, hỏng đấy. Thế nên là cái máy của mình cái tay trang nó hay bị tụt quá các bác ạ, thế là quấn cái dây điện này vào cho nó ấy, cho nó chắc. Thì bây giờ cái này thì mình sẽ xếp từ cái góc bên này các bác nhá, xếp hết những cái góc cái ô này, xong rồi sang đến ô này, cái ô kia thì để lát nữa mình sẽ múc đất vào đây mình làm đường đi đàng hoàng, thì mình xếp ô kia được. Đó. Bây giờ mình phải sang để mình xếp những cái ô đằng này cơ. Cái này nó lục cục lắm các bạn, không như cục đất, nó cần phải mẹo nó mới được ạ. Cái gạch kia là mình cứ để có thể đi lên thoải mái các bác nhá, mình cứ đắp đất vào mình đi thôi, chứ không phải là để hở như này đi đâu. Đắp đất vào xong bắt đầu đi lên. Thì cái xếp nó kít vào đó, bắt đầu là tiến lên để moi những cái cục này nữa. Rồi cái cục to trước các bác nhá, cục bé thì Lana sẽ xếp xong. Thì anh này là anh chủ nhà. Lúc sớm nhưng mà không biết là đi làm cái gì, chắc anh đi làm về. Bây giờ là 10 giờ rồi. Góc này mắt cái cục này đúng không ạ? Bây giờ mình muốn xoay cho nó ngang ra cái đằng sườn bên kia đi cả. Cái góc này nó ra. Đấy. Này là nó vẫn thấp hơn gạch các bác nhá, để cho đất nó là vừa. Cái này thì mình sẽ múc cái cục vuông vuông này. Nó hơi mớm. Viên nó có vẻ nó trông nó hơi lồi lên. Bây giờ đến cái cục to này, cái ô này thì nó đầy rồi các nhá. Bây giờ mình sẽ lấy sang cái ô bên ngoài kia thôi. Ở đây cái góc quay ở bên này của mình nó cũng đang bị hỏng các bác, cho nên là mình sẽ đội lên trên đầu thôi. Lại quay về như kiểu trước trước mình cũng hay quay video đội trên đầu ấy, nhưng mà
mà từ cái lúc mà mình làm cái ấy này xong là mình cứ để ở bên sườn này thôi. Cái đội ở trên đầu này nhiều khi là mình cứ quay đi quay lại nhiều các bác hay bị chóng mặt đấy. Chỗ này là đất vàng vàng này, nó khá là đẹp này.
xong cái này thì tiện mình sẽ múc một ít đất vào cái ô này luôn nữa nhé. Cái ô này thì nó vẫn hơi thiếu là cái chiều cao của nó cũng đủ rồi đấy. Đây này, cái ô trong rồi này. Video này mình xin kết thúc ở đây các bác nhé. Lát nữa thì mình sẽ quay thêm một cái video nữa khi mà vào trong phía trong cái san nữa các bác nhé. Bởi vì là cái này công trình này là mình làm nó cũng video thời lượng nó cũng khá là dài các bác. Mình sẽ chia nhỏ cái video ra. Chia nhỏ ra thì mình sẽ làm nó chi tiết hơn được. Nếu mà một cái video này nó dài quá thì các bác xem cũng không thể theo dõi được hết đấy. Thôi mình xin tạm biệt, tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Hẹn gặp lại các bác ở kia vào 19 giờ ngày giờ tối mai các bác nhá. Ok, chào mọi người.